Và để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị nửa ký cá. Em Và cá ơi, này khi mua mở cửa về cho á, chị thì các nè. bạn rửa sạch qua với nước muối nhé. Rồi mình dùng cái dao mình cạo cho sạch cái phần nhớt ở trên da đó nè. Đầu tiên thì mình sẽ cứa con cá này ra. Con cá này mình sẽ cứa cái độ dày khoảng 2 cm. Chị ngồi đi. Con cá thì mình đã cứa ra xong rồi. Sao vậy? Giận chị hả? Sao vậy em? Chị giúp cho em á, được có chút xíu tiền hả? Nè, uống đi. Dù gì cũng phải lịch sự chứ. Còn cái vụ kêu anh Phúc lấy em, có thấy đâu. Bây giờ bà Diệu bà đuổi em rồi kìa. Mỗi tháng em mất hết mấy triệu tiền lương, rồi tiền thưởng nữa. Coi như em lỗ nặng rồi. Cái người được hưởng lợi là chị thôi. Chị đâu có ngờ bà Diệu bắt cạn tình với em vậy. Dù gì á, em cũng phụ giúp cho bà cả chục năm nay rồi đúng không? Thôi kệ đi, để chị hỏi việc khác cho em. Còn thằng Phúc á, em yên tâm đi, chị nhất định là sẽ giúp em cưới nó trong năm nay. Cưới không? Bữa hẹn ở nhà hàng á, bỏ em đi về nửa chừng luôn. Trước giờ á, ông chỉ mê con nhỏ đứng đường kia thôi. Giờ ổng nghe lời chị mới ghê á. Chính vì á, chị không thể nào cho nó tới với cái con đứng đường đó, cho nên là chị mới muốn giúp em với nó cưới nhau, hiểu không? Mà chị nói thiệt nha, nó cưới em là phước phần của nó đó. Em vừa giỏi làm ăn, nhà cửa đàng hoàng như vậy. Trời ơi, tin chị đi, chị có cách mà nha. Thì đó, chị tính cách nhanh nhanh đi, chứ càng lâu em càng già đó. Trời ơi, em mắc cười quá. Chị cũng sợ thằng em chị nó già vậy. Với chị biết sao không? Già làm cô dâu xấu lắm. Biết rồi, mà chị nói thiệt nha, bà Diệu á, bà đối xử với em như vậy mà em để yên cho bà vậy được sao? Dễ gì em để bà yên. Đó, hồi sáng trước khi đi là em chửi cho một chập rồi. Vậy hả? Chưa đâu, sắp tới á, em vô mấy cái trang ẩm thực nè, em đi nấu xấu cái quán phở của bà cho bà biết. Đúng rồi. Với thiệt ra là em cũng tính mở cái quán phở. Em làm cái quán phở bà cả chục năm rồi, với ngày xưa em cũng làm cho anh Phong nữa. Mà tức thiệt, chỉ có cái công thức nấu nước dùng của bà mà em chưa ăn cắp được đó chị. Công nhận bà giấu hay thiệt á. Nhưng mà em nấu cũng đâu có tệ đâu đúng không? Thì đúng vậy rồi. Vậy tại sao em không mở quán phở? Em làm chủ hơn chứ đúng không? Thì đó. Nhưng mà em cũng lo chị ơi. Bây giờ quán xá quá trời luôn. Mình mới ra sợ cạnh tranh không có lại người ta đâu. Hôm bữa chị tới quán phở đó, chị thấy cái quán chè kế bên hình như nó dẹp rồi đó. Nó căng một cái bảng cho thuê mặt bằng. Cái quán chè đó dở ẹt. Thì đó. Không dẹp mới là lạ đó. Không, cái vấn đề ở đây là chị muốn nói với em là em lấy cái mặt bằng đó đi, em làm quán phở ở đó. Trời đất ơi, chị nghĩ sao vậy? Hả? Em mà bán phở ở đó là em ế chắc, ế còn hơn của quán chè luôn đó. Bà Diệu bà nấu ngon hơn em. Đương nhiên là người ta vô quán bả người ta ăn rồi, ma nào vô quán em ăn nữa. Thì biết là như vậy, nhưng mà em á, em thiệt tình luôn á. Tại sao mà chậm nghĩ quá vậy hả? Đây nè, chị sẽ có cách mà bây giờ chị chỉ cho em nè. Qua đây. Dừng lửa, bà chặn lửa, dừng lại. Bà chặn lửa, bà chặn lửa. Ông kêu ai bà chặn lửa? Sao ông kêu nữa đi? Ủa là bà nghe hả? Sao tôi không nghe, bữa tôi bị điếc hay gì hả? Ủa bà nghe bà phải tôi mới biết bà nghe chứ. Mà tôi nói cho ông biết nghe chưa, tôi có tên có tuổi đàng hoàng á. Đừng có kêu bà chằn này bà chằn nọ, muốn ăn gốc hay gì? Trời, bà này làm gì mà căng vậy? Chuyện gì? Gặp, kêu bà hỏi thăm xã giao vậy thôi mà. Trời, cảnh ghê luôn á. Không có chuyện gì làm, đi kiếm chị hai của ông, khuyên bà tu giùm một cái. Đừng có tạo nghiệp nữa. Nói thì hay lắm, khuyên này khuyên nọ, rồi cuối cùng sao? Bà cũng hại chị Diệu đó. Ủa, có chuyện gì vậy? Ê, ông Phúc, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Ông Phúc, xuống. Tôi đây nè, tôi đây nè. Ông ở trên trời rơi xuống hay gì? Qua na chuyện ầm ĩ trên mạng, ông không biết cái gì hết. Bà biết tôi mù mấy cái vụ đó mà, sao bà trách tôi được? Đây, nè, đây. Nè, đây cục gạch. Bà, vô internet giùm tôi một cái. Vô giùm tôi một cái. Từ cái bữa chị hai hẹn bà thắm cho tôi có điện kêu chỉ đừng có bài ba cái chuyện đó nữa. Mấy bữa nay tôi lưu bu công chuyện, tôi không có qua thăm bả được.
tôi tính tối nay tôi về sớm, tôi qua nhà thằng Kiệt chơi, rồi tôi nói chị hai tôi. Bởi vậy có nhờ cậy ông cũng không được cái gì là đúng mà. Sếp có chuyện gì hả? Không kịp thì có thể xin tôi dời ngày mà. Cũng không tới mức mới một ngày mà tôi đuổi cô đâu mà lo. Tôi không phải vì sợ sếp đuổi mà cố gắng làm việc để thể hiện. Tôi chỉ muốn cố hết sức có thể để hoàn thành tốt công việc mà sếp giao. Tôi là người của công việc mà. Tốt, vậy tôi về trước nha. À, nhớ check out đó. Nếu không là không được tính ngày công đâu. Cảm ơn sếp đã quan tâm. Chắc nó còn giận mình. Tính nó cứng cỏi, không như con Phương với thằng Kiệt. Phải chờ cơ hội thôi, mình mà làm căng. Nó càng đứng về phía của bà Diệu. Thưa mẹ. Con sao bữa nay về trễ vậy con? Mẹ nấu cơm rồi hay là mẹ dọn con ăn nha? Dạ thôi khỏi mẹ ơi, con bé ăn rồi. Con đi với cô Nhi đó phải không? Hai đứa tới đâu rồi? Tụi con mới tìm hiểu thôi à. Nhi rất dễ thương và hòa đồng nữa. Mẹ cũng thấy con bé đó xinh xắn, lễ phép lắm. Nhưng mà hoàn cảnh của nó như thế nào, nếu như con tính chuyện nghiêm túc á thì là con phải tìm hiểu kỹ nghe không? Nhi quê ở An Giang, lên Sài Gòn học rồi lại làm việc luôn. Ba mẹ Nhi thì làm nông, còn hai đứa em thì đang học cấp 3. Nghe Nhi kể con thấy nhà Nhi hạnh phúc lắm. Thì thôi, bây giờ hai đứa quen chưa bao lâu, bây giờ cứ tìm hiểu cái đã nha. Dạ. Con Phương có nhà không mẹ? Nó đi rồi, dì Lựu á dẫn nó đi để phỏng vấn. Chắc là lát nữa nó về giờ đó. Dạ. Con lên phòng tắm rửa nha. Đi đi con. Chị hai. Làm gì mà hầm hầm vậy trời? Sao mấy bữa nay em qua chị chơi? Em bận công chuyện. Em mới gặp bà Thu nè. Em nghe bà kể vụ con Phương. Chị hai, dù sao á chị Diệu cũng đã cực khổ nuôi mấy đứa nhỏ 20 năm trời. Chị quá tốt với gia đình mình rồi, sao chị cứ đối xử với chị vậy?
Nè, nó chưa bao giờ tốt với chị nha. Vì nó mà anh Phong không yêu chị. Vì nó mà cuộc đời của chị chưa bao giờ có được hạnh phúc thật sự, em có hiểu không? Còn về mấy đứa nhỏ, chẳng qua là vì con nó chết, nó sợ tuổi già không có ai chăm sóc nuôi dưỡng nó, cho nên nó tính lợi dụng, lấy lòng mấy đứa nhỏ. Em hiểu không? Chị Diệu không phải là người như vậy. Sao chị cứ nghĩ xấu cho chị Diệu hoài vậy? Nó là người như thế nào? Chị mới là người biết đi nè. Nè, chị cấm em nha. Chị cấm em qua lại với cái con đứng đường đó. Dòng họ nhà mình không thể nào có cái loại con dâu như vậy được. Chị nói cái gì vậy? Nói vậy đó. Em đừng có tưởng là chị không biết gì nha. Có phải là em bị nó dụ dỗ cho nên em mới từ chối con Thắm đúng không? Bởi vậy, nó đó là cùng một ruột với cái con mẹ kia. Đủ thứ chiêu trò để dụ dỗ đàn ông đó. Em không thích bà Thắm từ ngày xưa khi chưa thích bà Thu. Chị cũng biết rõ mà. Còn bà Thu, đúng là quá khứ bà không tốt, nhưng bà hoàn lương rồi. Trời, hoàn lương. Vì là bà cũng mặc cảm, đâu có chấp nhận em đâu. Mà thôi, chuyện tình cảm của em lớn rồi, em có nhận thức, em có thẻ căn cước, và quan trọng là em già rồi. Em tự quyết định chuyện tình cảm của em. Chị đừng có xen vô nữa. Mà chị xen vô là mọi chuyện càng thêm rắc rối à. Nè nè nè, nói cái gì vậy? Cái gì mà rắc rối ở đây? Chẳng qua là chị lo cho em thôi, lo cho dòng họ nhà mình, cho nên là chị mới lên tiếng như vậy đó. Còn bây giờ em không muốn mọi chuyện rắc rối thì tốt nhất đừng có dây vô cái con nhỏ đó nữa. Chị, nè, đừng có cãi lời nha. Không là đừng có trách chị đó. Mẹ, cậu Út. Ủa, con. Mẹ, dì, dì Rosa ngồi đi. Ngồi đi chị. Cậu Út. Ủa, cậu Út mới qua chơi hả? Ừ. Cậu qua thăm mẹ con với tụi con. Nè, cậu mới nghe chuyện của con đó. Cậu bên kia. Hả? Gì vậy? Tôi kêu bà lựu đạn. Gì lựu đạn? Bà lựu đạn. Cái gì lựu đạn? Tôi nói bà nghe nha, tôi cấm bà dụ dỗ cháu tôi nghe. Cậu. Bà mà lăng xê giỏi, sao mấy chục năm nay bà không lăng xê cho bà nổi tiếng đi? Tại sao bây giờ đi bán canteen ở câu lạc bộ nghệ sĩ? Thôi thôi thôi, cái gì vậy? Ờ, thì tôi bán canteen vậy đó. Mà bây giờ có ai quen nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thành phố bằng tôi không? Trời ơi, quan hệ rộng rãi quá. Còn biết tại sao tôi không nổi không? Chưa nói sao biết? Thì bây giờ tôi không nổi, tôi tự bơi, không có ai chỉ dẫn tôi hết đó. Như vậy tôi mới có nhiều kinh nghiệm, tôi chỉ dẫn cho con Phương. Nhờ tôi mà bây giờ con Phương nó mới được người ta mời phỏng vấn, mời chụp hình. Không biết ơn mà còn cà chớn. Thôi nhịn nó đi chị. Nè, chị Rosa đang giúp con Phương, làm ơn đi, im giùm tôi cái coi. Kỳ cục à. Chị đừng có giận nó, kể nó đi, tánh nó vậy mà. Sao rồi? À, đi phỏng vấn kết quả anh sao rồi? Ok hết. Nè, sau một bài viết lăng xê, chụp ảnh cho các studio, mình sẽ bắt tay vào làm ngay một cái MV hoành tráng cho con Phương. À vậy hả? Tôi bảo đảm sau cái MV này con Phương nó sẽ nổi như cồn. À, trời ơi, vậy thì tốt quá. Nhưng mà nè, sẵn tôi nói luôn á, mấy cái show chụp hình chụp ảnh của con Phương á, tôi sẽ chia phần trăm trên cái C đó nha. Sau này á, mấy cái show khác cũng y vậy đó nha. Đó, thấy chưa? Cái gì nữa? Bà có tốt lành gì chị thấy chưa? Bà cũng tính toán, bà cũng đòi chia sẻ, bà cũng vụ lợi trong đó, chị thấy chưa? Nè, cậu chạy xe ôm cậu có lấy tiền không? Sao không giỏi chạy miễn phí đi? Cái gì mình bỏ công sức ra mình cũng phải được thu lợi chứ. Yên tâm đi, chị muốn chia bao nhiêu tôi đồng ý nha. Chỉ cần chị cố gắng giúp đỡ cho con Phương là được rồi. Nè, con Phương á là gà đầu tiên tôi lăng xê, tôi sẽ hết mình. Dạ. Bà khỏi lo đi. Dạ. Con ơi, con khỏi phải lo con ơi. Con chỉ coi chừng thôi. Dạ. Coi chừng bà xói mỡ con thành gà xói mỡ đó con. Cậu này. Nè, ông không mở miệng, ông sợ người ta tưởng ông câm hả? Tôi thích mở miệng rồi sao? Nè, tôi thích rồi sao? Làm ơn đi. Chị đừng gì đâu cậu mà sọt sọt cái miệng vô vậy hả? Thôi kệ nó đi. Bây giờ còn cái MV, chị lo giúp giùm tôi luôn nha. Tôi sẽ lo hết. Bên chị bỏ tiền ra đưa tôi là được rồi. À, đưa tiền. À, mẹ, dì Rosa nói với con muốn làm MV ít nhất phải tốn tới 2 tỷ nữa. Cái gì? 2 tỷ? 2 tỷ hả? Thiệt luôn hả? Cái này người ta nói là bỏ con tép, bắt con tôm bự. Chứ con Phương nó mới vô nghề, chưa có tên tuổi gì hết. Mình phải đầu tư MV 3D cho nó hoành tráng lên, mình mới gây được sự chú ý, thu hút cho người ta coi chứ. Sau khi con Phương nó nổi tiếng rồi, nó nhận show liên tục,
Nó lấy về nhiều khi tôi tính đi tính lại gấp mấy chục lần luôn đó chị. Chị thấy làm sao? Được không? Số đó lớn quá. Trời ơi, tiền đâu tụi tôi đưa? Cái gì? Thằng Kiệt nó đi nước ngoài mấy năm trời. Luôn cái chị cũng đi nước ngoài nữa. Trời ơi, tôi tưởng 2 tỷ nói ra với nhà chị là dư sức chứ. Chị Rosa, hả? Anh hai con đi du học qua đó, vừa đi học vừa đi làm. Ảnh còn chuyển đổi công việc hoài à. Ảnh chỉ dành dụm được tiền trả tiền du học cho dì của con thôi. Làm gì mà ảnh dư được tới mấy tỷ chứ gì. Đúng rồi đó, tôi nói thiệt với chị, tôi ở xứ người mấy chục năm rồi, tôi bị lừa gạt, bị du oan đủ thứ trơn, tôi đâu có tích góp được cái gì. Thiệt với chị á, về nhà giống như là 2 bàn tay trắng luôn vậy đó hả. À, kêu bà Diệu đi. Bà Diệu bà có nhiều tiền lắm đó. Bà đâu có thích con Phương vô showbiz đâu, dễ gì bà bỏ tiền ra. Hả? Dì con không có đâu. Dì con hồi đó tới giờ làm bao nhiêu là lo cho anh em tụi con đi học hết. Với lại con biết hả, cao lắm là dì con có được vài trăm triệu gửi ngân hàng thôi à. Đó, cậu con nè, hồi đó dì con còn phải trả nợ cho cậu út con nữa. Làm gì mà có dư tới mấy tỷ lận. Vậy mà dì cứ nghĩ là nhà con có rất là nhiều tiền. Mà dì trúng được cái món ngon này rồi á thì... Cái gì? Món ngon gì? Trời ơi, ý của dì nói là giống như là dì nghĩ nhà con có dư tiền sẵn, không có lo gì cái chuyện kinh phí, cứ việc bỏ tiền ra làm thôi con. Thôi bây giờ tạm thời á, ngày mai mình cứ tính cái chuyện trước mắt nè. Mình cứ chụp hình theo lịch của mấy cái studio đó. Còn cái vụ MV thì để dì kiếm người tài trợ cho con có được không? À được, dạ. được. Cái vụ đó được đó. Được. Ừ. Vậy được cái gì? Sắp tới con Phương phải di chuyển nhiều lắm nha. Hay là bây giờ bà mướn hẳn cho con Phương một chiếc xe hơi đi. Để người ta nhìn vô người ta thấy con Phương đẳng cấp. Phúc, hay là chị mướn xe rồi em lái với chị nha. Chừng nào á con Phương nó hết lịch thì em về em chạy xe ôm như cũ. Chị trả tiền cho em giống như người ta vậy mà. Như vậy còn khỏe hơn chạy xe ôm nữa đó. Thôi, không thích. Chạy xe ôm là đam mê của em. Em không thích. Và em không thích lấn sân vô showbiz. Trời ơi, cậu. Ông chỉ lái xe thôi, ai mà cho ông lấn sân vô showbiz chứ. Tôi không thích thì sao? Bà ép tôi lái hả? Hả? Thôi, cũng tối rồi, em về nghe chị. Còn con á, cẩn thận đó. Sớm mở nha. Trời, cậu này. Cẩn thận nha. Về nó về đi. Còn nói đâm hơi nữa. Chị, đừng có giận nó mà. Tánh nó vậy á, bởi vậy cho tới bây giờ đâu có khá nổi đâu. Thì bà tôi nể bà, chứ không nãy giờ tôi chửi cho tắt bếp luôn. Biết rồi mà. Thôi bây giờ mọi chuyện cứ vậy đi. Tôi phải về nha. Rồi, vậy nha. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị Rosa. Được rồi. Nè con, cái vụ mà MV á, con đừng có lo nữa. Mẹ sẽ tìm cách để làm MV cho con nha. Mẹ, thật ra không phải con lo cái chuyện MV. Hồi nãy người ta phỏng vấn con á, người ta nói móc méo đủ thứ chuyện hết. Thiệt ra con thấy không được thoải mái lắm. Mẹ, có khi nào mấy bài đó lên rồi cái người ta vô người ta chửi con nữa không mẹ? Trời ơi, làm người nổi tiếng là vậy đó con. Con phải tập làm quen với áp lực. Từ từ thì con sẽ thấy những chuyện đó là bình thường thôi mà. Thôi, hết căng thẳng rồi phải không? Đi lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con. Đi con. Dạ. Con lên lầu nha mẹ. Đó chị coi đó. Em chửi ông vô dụng có sai đâu. Người ta ai cũng biết hết trơn. Em mà không nói chắc cả tháng sau ông cũng chưa biết nữa đó. Rồi bây giờ qua bển, bà kia bà chửi thì ông im luôn chứ ông dám làm gì. Thằng Phúc nó đứng giữa cũng khó xử. Dù sao bà Tuyết cũng là chị ruột của nó. À, chị tính nhờ em chuyện. Chuyện gì vậy chị? Em chỉ chị chơi Facebook nha. Trời ơi, chị cũng đòi chơi Facebook luôn ha. Được, chơi là đảm bảo ghiền luôn á nha. Có nhiều cái hay lắm luôn á. Trời, không phải. Chị không phải muốn chơi mấy cái đó. Em làm sao cho chị biết được tin tức của con Phương, cho chị coi con Phương nó đang làm cái gì. Mà đừng để cho nó biết là chị đang coi nó. Thiệt tình luôn.
Thì ra là việc con Phương. Thì bây giờ nó về bên đó rồi, chị cũng không có tiện hỏi han gì được hết. Nó hay chơi Facebook úp này úp nọ, thì chị coi cho biết tình hình của nó thôi. Được rồi, để em tạo file cho chị. Chị khỏi kết bạn với nó thì nó đâu biết chị đâu. Ủa vậy hả? Chả tới kìa. Thôi. Em chào chị Diệu. Chào. Em ngồi. Em rất thương gì? Ủa, ông Thư trên phòng hả chị? Ờ, nó đang làm việc ở trỏng á. Dạ. Ê, ừ, cái này của tôi. Không có biết nhìn trước nhìn sau gì hết. Thôi. Ờ, em hôm nay em thay mặt chị hai em xin lỗi chị. Xin lỗi nữa hả? Ờ, có một câu nói hoài mà không thấy chán hả? Tôi cũng thấy chán chứ, nhưng mà tôi khuyên rồi, chị không nghe, tôi biết phải làm sao. Nhưng mà nè, nên nhớ là thằng Phúc này đầu đội trời, chân đặt đất. Nó có chính kiến riêng của nó. Hồi nãy chỉ kêu tôi làm tài xế riêng cho con Phương, chở chị với bà Lụ đi chụp hình, tôi đã từ chối thẳng thừng. Ủa sao kỳ vậy? Sao em không nhận lời? Người nhà đi với nhau vẫn tốt hơn. Biết là vậy, nhưng mà chẳng khác gì em cùng phe với chị hai của em. Rồi bà chửi em nữa. Ê, ai mà rảnh, ông làm gì kệ ông chứ, liên quan gì tới tôi. Thôi, hai cái người này thiệt là rõ ràng là đều để ý quan tâm tới nhau mà cứ chối hoài. Làm gì có. Thôi. Thôi thôi, chị không có chọc hai đứa nữa đâu. Phúc nè, hay là em theo lái xe cho bên đó giùm chị đi. Thu, em cho Phúc đi đi. Ủa, sao chị lại kêu em đi? Em lái xe thì chị yên tâm hơn. Với lại chị không có yên tâm con Phương, lại không có tiền hỏi thăm nó. Có gì á, em báo tình hình của nó cho chị biết. Chị Diệu nói có lý đó. Ông đi làm tay trong đi, thì ở bên đây mới biết tình hình mà đối phó được. Không thôi, chị của ông âm mưu chơi xấu bất ngờ này nọ như hôm bữa nữa. Ừ. Thôi được, mọi người hãy tin tưởng ở tôi. Thằng Phúc này đầu đội trời, chân đặt ấy. Em sẽ điện nói lại chị hai em. Làm đi rồi hẳn nói. Đã nói thì sẽ làm. Chị ơi. Dạ, cái này là hồ sơ có người gửi chị nè. Chào, đi làm sớm chị. Chào sếp. Dạ, cái này của anh nè. File tổng hợp tối hôm qua tôi đã gửi vào email cho sếp. Sếp có vô kiểm tra chưa? Tôi đã đọc lúc cô vừa gửi. Tôi gửi qua lúc 3 giờ sáng. Sếp thấy vậy đọc luôn đó hả? Tối qua tôi về nhà làm việc tiếp. Chắc cô nghĩ tôi đi cô, còn mình thì đi ngủ đúng không? Ờ, chào chị. Đi làm sớm vậy chị? Chào em. Chào em. Chị. Chị tới sớm để chuẩn bị trình bày với chủ tịch và hội đồng quản trị về dự án mới. Bên chị đã chuẩn bị xong rồi sao? Nhanh vậy. Chị luôn lấy tốc độ và chất lượng làm tiêu chí. Nghe nói là em cũng có ý tưởng về dự án mới. Đã xong chưa? Em vẫn còn đang hoàn thiện. Chị cũng mong chờ được nghe em trình bày. Chị có nghe mọi người nói là Quân có nhiều ý tưởng rất là táo bạo. Chị rất thích những dự án mang tính cạnh tranh như lần này. Cảm ơn chị. Chị đi trước nha. Dạ, chào chị. Chào chị. Cô Thư. Lên phòng tôi đi, tôi có chuyện trao đổi với cô. Cô ngồi đi. Tối nay cô chuẩn bị tinh thần tăng ca, có thể là làm nguyên đêm đó. Dạ. Cô có nhận xét gì về những tài liệu hôm qua tôi đưa cho cô? Nếu tôi đoán không lầm, dự án sắp tới của sếp là Condotel. Đúng vậy. Kế hoạch của tôi là sẽ triển khai tất cả các địa điểm du lịch nổi tiếng. Địa điểm đầu tiên tôi thử nghiệm đó chính là Đà Lạt. Tuy chưa có nhiều dự án được triển khai tại đây, nhưng mà tôi đánh giá đây là thị trường tiềm năng. Bên sếp Hải và chị Trang, theo tôi biết, dự án của họ nhắm tới là nhà phố thương mại và khu biệt thự ven sông. Và hội đồng quản trị chỉ chọn dự án nào khả thi, ít rủi ro nhất.
Riêng tôi còn một số công việc với bên đối tác Fuji, cho nên định tuần sau mình sẽ họp và triển khai. Nhưng tôi không ngờ chị Trang chỉ lại quá nhanh, cho nên tôi muốn mình cùng nhau hoàn thành trước sáng ngày mai. Ok, tôi không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, cô về làm việc đi. Chào sếp. Ăn ở đây đó. Anh thường hay tới đây. Dạ. Mời anh chị. Tôi có thấy con Phương nó live stream á, chị thiệt là tốt á. Ai mà nói bánh đúc không được có xương. Dạ cảm ơn chị. Ôi trời ơi, chị ơi, thôi đâu mà chị tin. Con Phương nó thông đồng với bà để gây chú ý thôi. Em đừng có ăn nói bậy bạ. Không thôi là chị không có nhân nhượng em đâu nha. Chị Thắm. Gì mày? Ủa sao chị nghỉ việc rồi chị tới đây làm chi vậy? Tôi đang tới cái quán kế bên, sắp mở cái quán của tôi, hiểu không? Anh. Anh chị ăn ngon miệng nha. Chị, thì ra là bà tính thuê cái mặt bằng kế bên tiệm mình nè. Không biết bà bán cái gì ha? Chị nghĩ chắc là bán phở đó. Cái gì? Bà chơi gì kỳ vậy? Bà dám cạnh tranh với mình? Thôi kệ, bán gì là quyền của Thắm. Chị chỉ mong là cổ đừng có qua đây gây sự. Thôi, đi vô dọn đi. Mẹ. Ủa, mới về hả con? Mẹ làm gì vậy? Mẹ nấu chè, lát nữa con Thương nó qua nó ăn đó. Dạ. Cậu Út mới chở mẹ với con Phương về. Con Phương nó chưa quen, nó đuối quá, nó ngủ trên phòng rồi. Dạ. Alo, anh nghe nè Tú. Anh còn ở công ty không? Anh về nhà rồi. Có chuyện gì hả? Em tính rủ anh đi bar chơi. Bây giờ anh chạy ra với em được không? Tiếc quá. Anh có hẹn với bạn rồi. Hẹn em dịp khác nha. Cái gì đấy? Từ đó tới giờ em chưa bao giờ mời ai mà bị từ chối hết đó nha. Nè, bộ anh không để mặt em hả? Không phải. Anh bận thiệt mà. Thôi hẹn dịp khác nha. Thôi khỏi, không có lần sau đâu. Ai vậy con? Là con gái của giám đốc con. Cô điện rủ con giờ này đi bar. Con gái giám đốc hả? Bộ cô thích con hả? Chắc có lẽ vậy. Nhưng mà con với Tú không có hợp. Con từ chối cho đỡ ngại mẹ. Ơi, con sao vậy? Con cứ hành động theo cảm xúc vậy sao được? Nè, người ta là con gái của giám đốc đó. Con nghĩ sao vậy? Con mà làm phật lòng cổ, cổ nói lại với ba cổ, rồi ảnh hưởng tới công việc của con làm sao? Nè, mẹ thấy á, con nhỏ này so với con Nhi á là hơn nhiều về gia thế đó nha. Con phải lựa chọn cái mối quan hệ nào có lợi cho mình chứ. Đàn ông á là phải lấy sự nghiệp làm đầu. Nếu á con mà có nhà vợ hậu thuẫn rồi thì con sẽ đỡ vất vả trong sự nghiệp về sau, đúng không? Chuyện này con chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ phải nghĩ. Mẹ đi nhiều, gặp nhiều người rồi. Có khi á cùng xuất phát điểm như nhau, nhưng mà ai có bề đỡ tốt á thì tất nhiên sẽ dễ dàng thành công hơn. Chẳng lẽ bây giờ con muốn làm nhân viên suốt đời hay sao? Đúng là mẹ không có kêu con tán tỉnh cổ liền, nhưng mà con phải nghe lời mẹ đi. Nè, điện cho cổ đi, tới đó một chút đi. Chỉ có lợi cho con chứ không có hại cho con đâu. Ừ. Điện đi con. Dạ, như vậy con ra với cổ một chút, sau này gặp ở công ty cũng đỡ ngại hơn. Chứ sao nữa,
Gọi đi, gọi liền đi con. Dạ. Thư hả? Gần về chưa con? Dì, tối nay con phải ở lại làm, không có về được rồi. Chắc sáng con tranh thủ về tắm rửa thay quần áo, rồi trở lại làm việc tiếp. Dì ở nhà cẩn thận nha. Công ty gì mà bóc lột dữ vậy? Cứ bắt làm đêm hoài à? Nếu mà không ổn á. Thôi mình nghỉ đi con, sức khỏe quan trọng hơn. Dạ, tại dự án lần này gấp quá, con không sao đâu. Đây thực sự là công việc mà con mong muốn. Có áp lực, có cạnh tranh, thì cũng có nhiều cơ hội để thăng tiến mà. Vậy rồi con ăn uống gì chưa? À, hay là để dì kêu xe ôm đưa đồ ăn tới cho con nha. Chắc con lo làm không có đi ra ngoài ăn đâu, đúng không? Dì đừng có lo, con có đặt đồ ăn nhanh rồi. Ờ, nhưng mà có gì á thì điện cho dì nghe không? Còn nếu mà làm mệt quá thì con cứ xin về nghe. Dạ con biết rồi, dì nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Rồi, dì biết rồi. Dạ, chào chị. Ủa, người ta đem đồ ăn tới rồi, sao sớm không kêu tôi xuống lấy cho? Tôi đâu có tới nỗi thiếu ga lăng cho phụ nữ đi. Của cô đây. Cảm ơn sếp, sếp làm tôi bất ngờ quá. Tự nhiên tốt đột xuất vậy. Tôi thừa biết cô đang nghĩ gì về tôi, nhưng không sao, miễn tôi và cô ăn ý trong công việc là được. Cô gọi điện và báo cho người nhà hả? Có vẻ là con ngoan hơn. Tôi gọi điện báo để người nhà tôi yên tâm thôi. Chắc là người như sếp không bao giờ làm như vậy đâu hả? Cô thông minh ghê á, sao cô biết? Vì tôi nghĩ người như sếp thì ít khi nào quan tâm đến cảm xúc của người khác lắm. Sếp sẽ để cho người nhà gọi điện thoại cho sếp trước, hỏi là hôm nay sếp có đi về nhà không, đúng chưa? Lần này thì cô sai rồi. Người nhà của tôi chỉ điện cho tôi khi có chuyện cần thôi. Và tôi cũng vậy. Cô có nửa tiếng để ăn đó. Nửa tiếng sau tiếp tục làm việc. Nhưng mà tôi chưa ăn mà. Lo ăn đi. Nè, làm gì cho có nửa tiếng, sao kịp ăn? Làm gì cái máy gì đó. Anh ta thật sự là người ra sao vậy?
thở gấp nữa. Ngồi đi, ngồi xuống nghỉ một chút đi. Em có sao không? Em tưởng hôm nay á, anh mà không nể mặt em á, là em sẽ kêu ba em đối diện anh liền. Ba em cưng em nhất, em nói cái gì ba em cũng chiều em hết á. Em cũng sai rồi. Hay là anh chở em về nhà nha. Bộ anh lo cho em hả? Nè, anh thích em đúng không? Không. Anh lo cho người đi đường thôi. Vậy ý anh nói là em chạy xe ẩu á hả? Không, anh nói giỡn thôi. Đừng có giận nha. Dù sao anh cũng đi taxi, anh chở em về, rồi anh đón taxi về nhà. Anh có biết là em rất ít khi chủ động kết bạn với ai lắm đó. Anh là trường hợp đặc biệt đó. Vậy anh phải trân trọng giây phút này rồi. Tất nhiên. Mà em thích anh á, anh có thích em không? Con phải lựa chọn cái mối quan hệ nào có lợi cho mình chứ. Đàn ông á là phải lấy sự nghiệp làm đầu. Nếu á con mà có nhà vợ hậu thuẫn rồi thì con sẽ đỡ vất vả trong sự nghiệp về sau, đúng không? Nếu công ty là của mình thì mình sẽ còn thấy xa hơn. Tú cũng không đến nỗi tệ. Mẹ nói rất đúng. Chỉ cần có bệ phóng tốt thì mình sẽ không phải tốn thêm thời gian để gây dựng từ đầu. Nè. Có thích hay là không thích á thì nói một tiếng. Làm gì mà mặt anh đơ ra vậy? Hả? Anh có thể hành động thay cho câu trả lời được không? Là sao? Kính thưa tất cả các cô chú ở đây, đây là bản kế hoạch nói chuyện trên bài xong. Xin mọi người cho có ý kiến. Dự án này tuy tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Và đây không phải là thời điểm thích hợp cho những quyết định không an toàn. Về những rủi ro mà chị Trang vừa nói, tôi cũng đã đưa ra nhiều hướng giải quyết khả thi. Tôi nghĩ nếu chỉ chọn những dự án an toàn thì những công ty khác cũng có thể làm được, thì tập đoàn của mình mãi mãi không bao giờ bứt phá. Tôi thì ủng hộ dự án này. Tôi nghĩ có những rủi ro mình có thể kiểm soát được, nên có những dự án đột phá để khẳng định vị thế của mình. Tới lúc tiến hành, đây sẽ là một dự án rất là quan trọng. Một khi xảy ra rủi ro sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Hay là tới đó rồi xin lỗi này nọ rồi cho qua? Quân nè, chị Trang An Toàn ở đây mấy chục năm kinh nghiệm rồi, con nghĩ con nên rút lui đi cho nó an toàn. Con đừng có ngựa non hao đá quá. Con chỉ mạo hiểm khi kiểm soát được rủi ro. Nếu dự án này thất bại, con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và rời khỏi tập đoàn. Nè, con suy nghĩ kỹ chưa vậy? Con nên nhớ, dù sao con cũng là phó tổng. Ở đây có rất là nhiều người. Một lời đã nói ra, sau này nếu có thất bại, thu lại sẽ mất mặt lắm. Đối với con, quan trọng nhất là sự phát triển của tập đoàn. Nếu con gây thiệt hại cho tập đoàn thì dù tập đoàn không sa thải con cũng không còn mặt mũi nào để ở lại. Ok, nếu con đã nói như vậy thì cậu sẽ ủng hộ con lần này. Nếu như Quân cương quyết như vậy thì tất nhiên tôi sẽ ủng hộ. Còn mọi người thì sao? Tôi thì vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Nhưng thực sự Quân đã làm cho tôi có cái nhìn rất khác về Quân. Em cảm ơn chị. Tôi nghĩ nãy giờ mọi người cũng đã tranh luận với nhau nhiều rồi. Cái quyền quyết định cuối cùng vẫn là chủ tịch. Trong tất cả những dự án được gửi đến tôi thì dự án bên Hải và Quân là có tiềm năng nhất. Hiện tại mình chỉ có thể chọn một trong hai để tập trung triển khai. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ rồi sẽ thông báo kết quả sau. Đào chị, anh ơi, anh tới đâu rồi anh? Dạ chị ơi, em đi tới vòng xoay có tai nạn, kẹt xe quá trời, chị thông cảm quỹ chiến giùm em nha. Vậy hả? Dạ, ok anh. Hôm nay dễ thương quá.
Thư. Thư đang chờ ai hả? Dạ em đang chờ xe ráp. Để đi ăn chưa? Thôi quỷ đi, đi ăn với anh. Anh nghe nói tối hôm qua em tăng ca với thằng Quân suốt đêm hả? Dạ, vì thời gian gấp quá, em với lại sếp Quân phải tranh thủ hoàn thành. Anh nói thiệt nha, em theo thằng Quân là sai lầm của em. Nó sẽ bảo em tới tàn tạ luôn. Hay là em qua bên anh đi, làm thư ký riêng cho anh, vừa nhẹ nhàng mà lương cao nữa. Có những khoản anh thưởng riêng cho em. Dạ, em nghĩ là em không phù hợp với vị trí đó đâu anh. Sao em biết được? Chứ làm mà sao biết không phù hợp, đúng không? Tôi đang coi bản kế hoạch của thằng Quân, nhưng tôi đang đắn đo giữa người thân kém năng lực và người ngoài có khả năng. Gặp gành lối xưa để nhớ thương thêm đời mẹ tôi lầm than, để có hôm nào giữ bước chân mẹ nhân từ. Chị Diệu, bà Thắm bắt treo cái bản lên kìa, chị qua chị coi đi. Thôi chị, người ta đâu có liên quan gì tới mình. Sao không chị? Chị coi đi, coi là biết liền hả? Mẹ có chăng chị? Dạ, con chào chị, con chào chú. Cái gì chú không biết nữa? Anh hơn em có nhiêu tuổi đâu? Đúng không? Đúng không bác? Dạ bác, đâu có hơn nhiều tuổi hả bác? À đúng rồi con, anh này cũng đâu có hơn con bao nhiêu tuổi thôi con. Đúng rồi đó con. Nè, đây là anh Tuấn, một đại gia có tiếng tăm trong giới bất động sản đó. Nè, tiền bạc đối với anh không thành vấn đề. Em muốn làm bao nhiêu MV á thì anh cũng lo hết cho em mà. Buông ra, buông tay tôi ra. Thôi thôi con. Làm gì vậy hả? Cái bản tên y chang của mình luôn á. Người ta hiểu lầm á. Bà cố tình chơi xấu mình mà. Ê, mày có biết đọc chữ không? Ai nói cái tên y chang? Cái này là giờ Vĩnh, Vĩnh Phong chứ không phải là Vĩnh Phong, hiểu không? Chị cũng không muốn đập chén cơm của ai làm gì. Nhưng mà thường những cái chiêu trò manh muốn không bao giờ khá nổi đâu. Anh đang làm gì vậy? Anh đang công ty làm gì? Em buồn quá à. Hay bây giờ mình đi Vũng Tàu đổi gió đi. Anh đang làm gì mà? Nhưng mà em muốn đi Vũng Tàu bây giờ. Thì với em, ba em không có rủ việc anh đâu mà anh lo. Anh nghe nói tối hôm qua em tăng ca với thằng Quân suốt đêm hả? Dạ, vì thời gian gấp quá, em với lại sếp Quân phải tranh thủ hoàn thành. Anh nói thiệt nha, em theo thằng Quân là sai lầm của em. Nó sẽ bảo em tới tàn tạ luôn. Hay là em qua bên anh đi, làm thư ký riêng cho anh.